Sau thông báo hoàn tất ly hôn với vợ cũ, Sắc Bình bất ngờ trả lời về việc cưới Phương Oanh. Sau khi Sắc Bình thông báo về việc đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là bà Đào Lan Hương, cư dân mạng không khỏi tò mò về việc khi nào Sắc Bình về chung nhà với Phương Oanh. Mới đây, Sắc Bình đã trả lời về câu hỏi này. Mới đây, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình đã thông báo về việc hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương. Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn, vị chủ tịch tập đoàn Nextech nói thêm anh rất tiếc vì câu chuyện của mình đã gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy và phải chịu tổn thương. Do đó, khi chia sẻ về chuyện này, Sắc Bình mong muốn chấm dứt ồn ào về đời tư tại đây. Sau khi thông báo về quyết định ly hôn nói trên, Sắc Bình và Phương Oanh cũng thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau. Trên mạng xã hội, kho ảnh tình cảm của cả hai từ những ngày đầu hẹn hò đến nay được tung ra khiến nhiều người không khỏi suýt xoa trước độ tình tứ của cả đôi. Cũng giống như mọi khi, chuyện tình giữa Sắc Bình và Phương Oanh khiến nhiều người tò mò về thời gian mà cặp đôi dự định về chung nhà. Nhất là sau khi nam doanh nhân đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, có lẽ chuyện rước Phương Oanh về chung nhà chỉ còn là chuyện sớm muộn. Mới đây, Sắc Bình cũng bất ngờ đáp trả một dân mạng khi được hỏi bao giờ cưới. Dù dân mạng không nhắc về việc cưới ai, nhưng rõ ràng ai cũng hiểu rằng người được nhắc đến là Phương Oanh. Bao giờ cưới vậy Sắc ơi? Cư dân mạng này đặt câu hỏi. Đáp lại câu hỏi này, Sắc Bình tỏ thái độ khá gay gắt. Ông đã vặn hỏi ngược lại cư dân mạng này rằng, bao giờ bạn cưới, bao giờ đẻ? Trả lời trước đi. Chính thái độ có phần gay gắt này của Sắc Bình cũng khiến người bình luận phải nhanh chóng thanh minh rằng họ thực lòng muốn hỏi thăm chứ không có ý gì khác. Sau đó, Sắc Bình cảm ơn và không nói gì thêm.